Anh em nhá, mình là NTN đây, đẹp trai mã số 03 đến từ Bắc Giang. Ok, thì hôm nay mình sẽ quyết định là quay lại cho anh em một cái clip cực kỳ là thú vị luôn nha. Thì trước khi vào video ngày hôm nay thì anh em có thể bấm cho mình một nút like được không? Đó, thì anh em muốn mình làm content trên kênh phụ này, anh em muốn như nào anh em comment bên dưới nhá. Đấy, hôm nay Ngọc Diễm này kiểu như đi gội đầu anh em ạ. Đấy, mình nhân cơ hội này mình sẽ quyết định là vào Omia TV để tán gái nha anh em ơi. Đó thì anh em nhớ bấm like lên xem chùa đấy, mình bảo rồi. Ok, ấy thì không biết là tí mình phải tán gái nhanh nhọ, không tí Ngọc Diễm về toang đấy anh em ơi. Thôi vào xem có gặp fan nữa hay không, lâu lắm rồi. À, mà vừa hôm qua vào Umi anh ạ, hôm qua gặp cả Rondo nhưng mà pha kia anh em ơi. Cay thực sự luôn, chắc là thằng nào ghép video anh em ạ. Ấy hôm nay mình vào để xem có gặp idol nữa hay không nhá anh em. Thế bắt đầu luôn nhá, xem thanh niên đầu tiên là thanh niên nào đây. À, hello. Chào dân chơi nhá. Ô, thái nó out luôn rồi anh em, cay thế nhỉ. Ui, ai đó? Anh cho em xin lick đi. Mày khôn ấy, kiểu mày xin cái lick tao. Em nhau anh. Mày biết ở trình Ngọc Diễm. Thế mày biết anh là ai không? Idol. Thế mày biết tên anh là gì không? Tên thật của anh. Tên thật của anh là gì? Ơ, mày được, không chơi được. Mày lấy lick không tao chưa? Được chứ. Thế mày có lấy lick mày có lấy lick FIFA không anh chưa? Có. Mày ghi đi để anh đọc. Em đọc ID chưa? Mày đọc đi. 28217351. Đây, bây giờ như này nhá. Bây giờ mày có lấy lick FIFA không để tao đọc tài khoản mật khẩu chưa? Thế mày có lấy không? Mày có lấy không? Ủa, tao đi. Đâu, ghi luôn. Tài khoản. Ghi. Không, anh ghi anh để cho nó xem lấy cái. Không, thôi, mày không lấy thôi. Nào, đọc luôn này. Yên, để tao đọc luôn tài khoản này. 0963. Ghi đi, nhanh lên. 6677 1508. Ok chưa? Mật khẩu nhá. Mật khẩu là Qua Lam Mơi Quan. Anh đi đâu mà? Anh có lấy. Bye. Ổn quá anh em ạ. Không được, bọn trẻ trâu ổn lắm. Và tiếp tục nhá, xem một gái đây rồi. Hello. Bạn có Minh không? Hello bạn nha. Hello anh ạ. Thế mình ít tuổi mà. Chắc gì? Thật. Anh bao nhiêu tuổi? Em bao nhiêu tuổi? 14 tuổi. Lên đây. Em bao tuổi? Em 10 tuổi. Điều. Nhìn mặt này chắc anh cũng phép công lý. Anh đoán xem bao nhiêu? Anh đoán đi. Đoán à? Chắc là 2K7 đúng không? Bình thường thôi, thôi. Anh ở gần nhà mày, mày không biết à? Thật. Mới à? Hàng xóm mới. Mới chuyển nhà đấy mà. Đâu, anh quay cái khu đấy xem nào. Thôi, bây giờ anh đang gọi máy tính mà bây giờ quay làm sao rồi em? Bây giờ chẳng em mang cả máy tính ở đấy quay. Bê cả máy tính ra. Bê cả like ấy. Thế nếu người ta muốn thì ta cắt thôi. Giời. Nếu người ta muốn thì ta sẽ tìm cách, không muốn thì tìm lý do. Thế ở đây có bạn nào chưa người yêu không? Bạn nào cũng chưa. Đâu để anh xem nào, ba bạn nào. Thôi anh ơi, hai bạn được. Một bạn. Thế bạn nào chưa người yêu không? Bạn còn này hướng nội ạ. Bạn nào cũng chưa có người yêu anh ạ. Ui dồi, thế tốt quá anh nhỉ. Rồi kiếm người yêu nhá. Anh có người yêu rồi. Em Anh đùa ấy. Bữa này con chưa người yêu. À có người yêu rồi, bảo chưa người yêu buồn lắm. Anh chiều thế. Được không vui, bọn em đã căng thoát đây. Thôi đừng thoát. Bye. Thôi bye bye. Bắc. Có người yêu rồi anh ạ. Người yêu rồi anh ạ. Ok, tiếp tục nha. Cứ làm cái gì chứ? Hello. Alo. Cái gì? Hello anh. Hello, mày biết tao ai à? Tao là ai?
NTN. Sai rồi, tao là Đức Mõm TV. Em chính là ghế vừa ngọt ngon. Thế mày, mày cũng có ghế gaming cơ? Ừ. Đó. Mày, mày có, mày đang gọi điện ở điện thoại hay máy tính không? Dạ, laptop. Laptop. Thế có người yêu chưa? Dạ. Chưa. Thế năm mấy, năm mấy? K10. Ui dồi, tao thấy bây giờ chúng nó K11, K12 là có người yêu hết rồi. Mày kém. Kém. Má kém. Mày có người yêu cũ thôi. Có người yêu cũ rồi. Ừ. Mày yêu cũ rồi. Lớp 10 tao vẫn còn chơi bi với cả kiểu như là xem màn hình. Mày đã có người yêu rồi. Hai lớp 10 tuổi á. Thế, thế mày đâu? Dạ ở trên live. Thì có chơi FIFA không? Có chơi FIFA không? Có. Có luôn. Được thế nhỉ. Ok. Yeah. Thôi nha, bye bye. Em phải ăn nhá. Bye bye. Em phải ăn. Tết gặp nhá. Tết gặp nhá. Ok anh. Đợt. Ok. Đây rồi. Hello. Ê, anh là Abu. Anh là Abu TV. Anh là Abu TV. Anh Abu ơi. À, ui, đúng rồi. Thế anh lên TV. À, cho em lên TV anh. Thế mày lớp mấy em? Mày lớp mấy? Mày lớp mấy? Mày lớp mấy? Cho em lên TV anh. Biết rồi. Qua hết rồi đây. Gọi cả lớp ra đi để anh cho lên TV cả lớp. Cả lớp, xong cả lớp đây. Đông ơi. Leo chụp ảnh đây, chụp ảnh đây. Ok, được rồi. Cho ao rồi anh em ạ. Ổn quá. Không được. Tiếp nhá, để xem có ai không nhá, gặp ai không nhá. Vai, ổn vai anh em ạ. Không được. Mình phải kiếm gái nha. Ui, anh khá nè, anh khá. Vai, anh khá. Tiếp đến tấm ảnh nhá. Anh đặt Vina này. Anh là Molo đây. Anh ấy yêu em không? Đâu em đâu, mặt đâu, anh thấy đâu mà yêu. Ôi, chả gặp ai nhỉ anh em nhỉ? Buồn em này. Hello. Lách đi. Nó dám phắc mình anh em ạ. Cày thế. Mẹ. Ô, idol. Anh idol tên gì vậy? Anh là Đạt Villa đây. Thế rồi Đạt Villa chứ. Thì anh biết. Ồ đúng mà. Em cái gì? Bao anh... tuổi cả thôi. Ờ, ông sinh năm bao nhiêu? Phải một tí được. Tôi 202 không ạ? Ờ. Đúng không? Tôi 94 đây, 202 bằng tuổi. Nhiều quá. Trời ơi. Tôi học đi nhá, học đi nhá. Ok. Ok. Đây rồi anh ơi. Đây rồi. Hello. Hình ấy. Mà hơi nhá. Lát quá anh ạ. Giật quá. Gặp gái nhưng mà nó bị lát anh em. Tiếp nhá. Ơi. Đế Quỳnh. Hello anh là tên nở. Hello em. Anh lại chuẩn chị Diễm lên đây tàn gái đúng không? Ui. Tôi chết rồi anh ạ. Bé Quỳnh biết mình lên đây tàn gái mình bị out luôn nha anh em. Không toàn ấy. Ôi gặp ngay bé Quỳnh nhấp nhấp ở đây nha. Tiếp nha.
Quấy nha anh em ơi, gặp một bạn nữa là thôi nhá. Không Ngọc Diễm về chết anh em ạ. Chả gặp ai luôn anh em ơi. Ui bị lag rồi, bị đơ này. Buồn ấy. Đây rồi, đây rồi. Ôi anh là streamer à? Ui mời nhìn ghế cho đây anh ơi. Ghế này anh hôm qua mới nhận được ở bãi rác ấy. Em lấy không? Em anh ship cho anh. Sao bị lag này? Con gái bị lag này anh em. Nó out luôn rồi kìa. Cái gì nhỉ? Bình tĩnh nhá. Hello. Sinh học lớp 10. Mở bài mở trang 120 đi. Đang học. Ok học đi. Đang học anh em ạ. Đang học nói lên ô miệng này. Hello. Hello. Thôi, sao nhìn anh quen đấy? Anh là Đức Mõm chả quen. Ôi, Đức Mõm, em mày ơi. Ồ, anh Đức Mõm đó. Trời ơi, sao hôm nay được gặp idol vậy? Em cũng chưa biết anh. Không phải. Anh này là NTN. Không, anh là gì? Anh ở Bắc Giang. Nè nha, em xem suốt à. Anh là Sima đây. Ê nha. Mày vô nói chuyện liền nha. Trời ơi. Thế em nhiên... lớp mấy? Anh đoán xem. Mày ấy đi mày. Lớp 7. Anh là lớp 10. Đúng không? Lớp 9. Không. Lớp 8. Đúng rồi. À được. Lớp 8 hay 2K mấy nhỉ? Trời ơi 2K9. Đang định đi lấy bánh ăn. Ai về gặp idol. Thế cái thằng đằng sau biết anh không? Thằng đằng sau á, thằng này là thằng em á. Em đâu anh? Đúng rồi, đó bạn em. Nó em đi đâu anh đâu, đi anh đâu rồi. Nó là em này, nó là bạn đấy. Nó là bạn em. Ui thằng bạn em nhìn như thế này mà nó là bạn. Anh cứ tưởng em là chị đó. Thì anh hỏi là ta là chị của anh. Ô, nói chung em có gửi cái bạn Facebook của anh mà không thấy add lại. Ok. Người yêu anh đập chỗ đấy. Ok. Thôi nha, mai add nha. Ok mai add. Thôi nha bạn. Thế đủ anh em ạ, mình nghĩ Ngọc Diễm sắp về nhá. Thì anh em thấy mình nên ôm nha mà buồn cười tấu hài anh em nhớ là bình luận dưới nhá. Anh em ơi mình quay tiếp anh em comment nhá. Ok bye bye anh em nha.